Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ chia sẻ cái quan điểm của mình về con Vios ECVT và con Ascend 2024 bản AT. Thì đầu tiên về cụm đèn là một điểm cộng cho con Vios khi mà nó đã trang bị được hoàn toàn là đèn full LED hết, trong khi con Ascend vẫn là bóng halogen và con Ascend còn cắt luôn cái bóng định vị ban ngày. Ở trên bản mới thì Ascend họ thiết kế một cái giải đèn LED ở trên này, trên bản cao cấp và bản đặc biệt, tuy nhiên bản AT chỉ là thanh mạ chrome thôi. Ngoài ra thì ở cánh cửa thì con Ascend nó sẽ một điểm cộng hơn so với bản Vios này, đó là cái tay nắm cửa là mạ chrome. Di chuyển ra phần đuôi xe thì con Ascend nó sẽ có một điểm trừ so với Vios, đó là không có cái cảm biến lùi. Vẫn trang bị camera lùi nhưng không có cảm biến lùi. Và phần tiết kiệm nhiên liệu thì theo công bố của hai hãng thì hai dòng xe này là tương đương nhau. Nếu mà hỗn hợp thì Ascend sẽ là 5,79 và Vios là 5,77, chênh lệch nhau không đáng kể. Chúng ta cùng di chuyển vào trong xe. Thì đầu tiên mình sẽ nói đến đó là chìa khóa. Chìa khóa của Ascend sẽ là một điểm cộng khi nó là chìa khóa điện tử, nút khởi động từ xa trên chìa khóa luôn. Ngoài ra thì cái nút bấm mở cốp của Ascend mình cũng đánh giá cao hơn. Khi chúng ta ấn mở cốp của trên Ascend nó sẽ mở tung cho chúng ta lên luôn, chứ nó không chỉ mở hé như thế này. Bảng đồng hồ trên Hyundai Ascend theo mình cũng là một điểm cộng khi nó được trang bị một màn hình điện tử ở đây, thể hiện rất nhiều các thông số chứ không phải đồng hồ kim như thế này. Ngoài ra thì màn hình giải trí cũng được đánh giá cao hơn khi nó trang bị màn hình lớn hơn 8 inch so với 7 inch của Toyota Vios ECVT. Ngoài ra thì màn hình của Ascend đã được trang bị một cái bản đồ dẫn đường chính hãng. Nếu mà trên Toyota Vios chúng ta muốn dùng bản đồ, chúng ta phải kết nối với điện thoại. Về vô lăng thì vô lăng của Vios ECVT được bọc da, trong khi vô lăng của Ascend AT thì là vô lăng không được bọc da và chỉ có 2 chấu, trong khi thì mình thích 3 chấu ở trên Vios hơn. Về các cổng sạc thì mình cũng đánh giá con Ascend cao hơn khi nó được trang bị 3 cổng sạc ở vị trí này. Một cổng USB thông thường, một cổng tẩu và một cổng Type-C sạc nhanh. Trong khi thì để sạc nhanh thì chúng ta trên Vios phải câu từ hàng ghế sau lên. Một điểm nữa mình đánh giá cao ở Ascend hơn đó là cái bệ tì tay này, khi mà nó trượt được lên, trong khi của Vios nó là cố định và lại thiết kế hơi thấp, nên là nếu mà chúng ta tì tay thì với những người tay ngắn thì hơi thấp. Ở bên kính lái này thì Vios được trang bị nâng hạ kính một chạm ở ghế lái, còn Ascend thì đều chỉnh thủ công hết. Ở hàng ghế sau, Vios sẽ chật hơn một chút so với lại Ascend khi mà chiều dài cơ sở của Ascend lớn hơn Vios 12 cm. Trên Ascend thì tựa đầu của hai ghế ngoài sẽ không điều chỉnh được độ cao và sẽ không có tựa đầu cho ghế ngồi giữa, và cũng không có cái bệ tì tay ở hàng ghế thứ hai như thế này. Ngoài ra thì tất cả nội thất của Ascend bản AT đều là nội thất nỉ. Đây là một điểm trừ so với Vios. Ở Ascend sẽ có thêm một cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai và cũng được trang bị hai cổng Type-C. Tuy nhiên với các phiên bản trước, Ascend cũng có hai cổng gió điều hòa ở phía sau, nhưng về tốc độ làm mát thì vẫn đánh giá là chưa bằng so với Vios ở các thế hệ trước. Chúng ta thì đang chờ đợi xem thế hệ mới này như thế nào. Như vậy thì Ascend sẽ hơn Vios ở thứ nhất là độ rộng, thứ hai là chìa khóa, thứ ba là màn hình. Những yếu tố còn lại mình sẽ đánh giá Vios là nhỉnh hơn. Các bạn có ý kiến như thế nào? Hãy để ý kiến lại dưới phần bình luận của video. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo quan điểm cá nhân của mình thì bản Ascend AT này thua kém khá nhiều so với bản Vios ECVT. Nhưng phân khúc của Ascend vẫn